Bảo vật quốc gia, bức sơn mài bình phong. Sáng tác năm 1939, gồm 8 tấm ghép lại thành một bức tranh khổ lớn 159 x 400 cm. Một mặt là tranh thiếu nữ trong vườn, mặt còn lại thể hiện tranh giọt mùng. Mặt thứ nhất vẽ nhóm nhân vật có dáng vẻ, tinh thần thư nhàn trong không gian hòa quyện thiên nhiên cảnh vật. Toàn thể bức họa có nền vàng lộng lẫy, vừa toát lên không khí lễ hội, vừa có nét lãng mạn, trữ tình đặc trưng của phương Đông. Mặt thứ hai diễn tả các lớp lá khoai, lá chuối, hoa, họa tiết sáng trên nền sẫm. Các nhà nghiên cứu đánh giá, tác phẩm Bình Phong có sự hòa quyện chặt chẽ giữa các giá trị hội họa hiện đại phương Tây và tinh thần thẩm mỹ Á Đông, cùng với phẩm chất đặc trưng của nghệ thuật tranh sơn mài dân tộc, vừa lộng lẫy vàng son, vừa lung linh đầm thắm. Trước năm 1945, bức tranh giọt mùng của họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã được đặt tại một dinh thự của Ngô Đình Diệm ở Đà Lạt. Sau giải phóng, nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Mỹ thuật đã mất nhiều công sức tìm và đưa tranh khổ lớn về thành phố Hồ Chí Minh rồi mang ra bắt giữ. Cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí từng tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông là bậc thầy lớn về tranh sơn mài, người đã có công đưa chất liệu và kỹ thuật sơn ta truyền thống, vốn trước đó chỉ dùng làm hàng mỹ nghệ, vào tác phẩm mỹ thuật. Được mệnh danh là vua sơn mài, bức Bình Phong chứng minh tài nghệ bậc thầy của Nguyễn Gia Trí trong sử dụng các chất liệu, kỹ thuật đặc thù của tranh sơn mài. Ông vừa tạo ra cảm giác hiện thực, vừa đưa người xem vào một không gian huy hoàng, sang quý chỉ có trong hội họa sơn mài, tạo nên nguồn cảm hứng và là hình mẫu để nhiều họa sĩ sơn mài thế hệ sau này nghiên cứu và học tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những thông tin hay về cổ vật nhé.